sau đây: thiếu kiến thức đúng, thiếu sự chăm sóc đúng, kiến thức đúng về hôn nhân và khi nào nên nói, khi nào nên gói, khi nào nên mở, nói về thế nào, khi nào nên lắng nghe và khi nào nên giáo dục, chăm sóc về sức khỏe tâm lý, chăm sóc về sức khỏe sinh lý, chăm sóc về sự nghiệp, chăm sóc về gia đình lớn, chăm sóc về gia đình nội, gia đình ngoại và chăm sóc về ước mơ của người đàn ông này. Và có khi mà thiếu điều thứ ba, đó là thiếu những mục tiêu chung, không có con chung, không có tài sản chung, không có ước mơ chung và không có niềm vui chung mỗi một ngày của ai đi, nên xa dần nhau ra, xa dần nhau ra mỗi ngày. Vậy thì chốt lại, dựa vô ba điều đấy mình coi lại là đủ hết chưa? Dựa vô bốn điều trên đây mình coi lại mình đã làm đúng hết chưa? Thì hãy đưa ra quyết định cho cuộc hôn nhân đấy. Nếu chưa làm đúng, các bạn còn lại đi các bạn.